Dạ, quen được 2 năm mấy ạ. Rồi cưới dạ. nhau lâu chưa? Cưới nhau được khoảng 7 tháng. 7 tháng. Ồ, quá son rồi. Trời ơi, như vậy là lúc mà Cường gặp Thúy, Cường có cảm giác giống như là đi cua một đứa nít không? Lúc mà quen thì không có nghĩ gì, nhưng mà cũng bị mấy ông bạn chọc hoài. Bạn chọc gì? Thì bạn bè cũng chọc trâu dài cọng cỏ non. Đó. 33 tuổi mà trâu già cái gì. Vậy là đố kỵ ganh ghét rồi chứ ở đâu. Nhìn hai đứa cũng đâu có chênh nhau nhiều đâu, chỉ có tuổi thôi. Ủa Thúy, nhưng mà lần đầu tiên Thúy gặp cái ông Cường này, Thúy thấy ông sao Thúy? Người ta ai cũng phụ em á, giao hàng qua là người ta phải phụ. Mà anh không phụ, anh ngồi anh bấm điện thoại hoài à. Bấm điện thoại mà không ngó ngàng tới mình ghét quá mình chọc ổng luôn. Chọc sao đâu? Dạ. Chọc sao đâu? Mới đầu thì ổng không thèm xin điện thoại luôn. Cái người xin là cái anh đi chung với ảnh xin, cái anh kia chọc em trước, cái bữa sau không biết sao hàng có vấn đề gì anh điện em tưởng ông chọc em nói ông này vậy là ông có đí mình rồi, cái xong rồi em tiến hành em cua luôn. Trời ơi, anh tiến hành em cua luôn. Tự suy nghĩ xong tự quyết định cua luôn. Lúc đó em biết tuổi anh chưa? Dạ chưa. Lần đầu á là ảnh hẹn đi chơi, cái em nói là em không đi, cái ảnh nói em không đi anh cũng qua nữa, cái mình nghe mình thấy mình cũng tò mò quá, tại mới vừa đi làm không biết ai á, rồi cái tự nhiên thấy hẹn hò cái ham hố. Cái hồi cái ảnh nói anh tới rồi, cái vòng vòng cái ảnh thuyết phục sao cái đi Đại Nam chơi với ảnh luôn. Đi Đại Nam luôn á hả? Đại Nam luôn. Dạ mà lúc đi thì mắc cười lắm, ảnh mặc đồ quê ở là quê luôn, như là ông già vậy á. Còn nhìn được có ham hố nữa không? Dạ. Thấy ngại quá rồi mình cái gán đi. Lúc mà đi cái ảnh không có nói gì á, ảnh hiền khô, ảnh ngồi ảnh im lì mà toàn là mình hỏi không à, mình chủ động hết. Vô Đại Nam xong cái em thấy mấy cái quà lưu niệm á, cái em hỏi anh tưởng con gì vậy để em mua quà lưu niệm cho. Cái anh nói anh tưởng con heo, cái em nói là ủa gì không lẽ anh bằng tuổi em. Cái anh mới nói không, anh 30 rồi. Cái em mới giật mình, nó nói hả, một con giáp. Cũng thấy sợ nhưng mà thấy người hiền hiền cái muốn quen. Hiền hiền nên ham hố dạ, luôn. Dạ. Cái em nghĩ bộ dạng hỏi nữa, anh có thuốc không vậy, anh có uống rượu không đó. Cái anh nói là anh không uống thuốc. Cái là thấy vui. Hết rồi. Cái anh nói anh uống rượu nhưng mà uống ít lắm. Là mình thấy mình cũng ham luôn, tại vì ham luôn. Tại vì mỗi lần uống rượu về vợ phái hơn. Phái gì? Chiều vợ nhiều hơn. Việc gì cũng làm hết. Tự nhiên cảm thấy mình có lỗi với vợ, muốn cái gì là làm hết đúng không? Rồi kể từ đó là mình tất cả cái gì cũng chủ động hết. Dạ, đúng có rồi. Chủ động nắm tay không? Dạ có luôn. Trời coi luôn. Có chủ động hôn không? Dạ có luôn. Có vậy. Cái đêm tân hôn có chủ động không? Cái đêm tân hôn có chủ động không? Dạ không, không biết gì hết. Ảnh tự chủ động. Ảnh tự chủ động. Cái gì cũng chủ động nhưng mà đêm tân hôn là thụ động. Dạ. Thôi gì cũng được. Ủa rồi bây giờ ai là người nói tiếng yêu đầu tiên? Dạ là em luôn. Em luôn. Tại ổng không biết nói gì hết á, ổng cứ im cái gì em cũng im hết á. Ổng đi với mình mà giống như là hai người xa lạ vậy, cái gì mà chủ động. Vậy vợ có hỏi là tại sao từ lúc quen giờ anh không nói gì hết. Nói thì chính vậy anh không nói, giờ anh mới quen được em đó. Chính là nói nhiều là mình quen trước những cô khác rồi. Nhưng mà em thì sao, em có cảm thấy là hạnh phúc bởi vì là quen được mỗi thì sau khi mà quen được vợ thì cảm thấy tự hào lắm, cảm giác như là mình thấy giờ tự nhiên mình có một người bạn gái trẻ tuổi hơn mình rất là nhiều nữa. Tự tin nè, tự hào nè, tự nhiên thấy mình lên giá liền đúng không? Bạn bè cũng hay nói trước là trâu dài cầm cỏ non nhưng mà sau thì nói lại sao mà hay quá. Trâu dài quá. Con trâu này nó hay quá. Nhưng mà nè, vợ em cái tính tình của con nít có ghen tuông rồi có nhõng nhẽo mà theo kiểu con nít không? Cưới về vợ vẫn còn con nít, cũng chỉ vợ nhiều lắm mà nhưng mà cái tính nó chưa bỏ được hết. Nhưng mà vợ em con nít sao chứ, nãy giờ thấy vợ em thấy cũng điềm đạm quá chứ hả? Cái tính của em á không thích lãng mạn, chắc vợ thích lãng mạn rất là nhiều. Nhưng mà mình không được những cái chuyện đó thì vợ nó hay trách móc rồi giận tới giận lui rồi cũng nhiều lần lắm rồi. Từ trước tới giờ ảnh có tỏ một cái hành động gì đó lãng mạn với em không? Dạ không, anh không biết làm gì hết á, ảnh làm gì mình dù lãng mạn cái nào mà nhìn cũng không lãng mạn được hết á. Nói chung dù lãng mạn cái nào nhìn thấy lãng xẹt. Dạ đúng rồi. Tại vì nhiều khi mình cũng muốn chiều vợ mình lãng mạn chút xíu, mình cũng như người ta chở vợ đi vòng vòng bờ sông hay đi uống cà phê thì vợ nói nhìn người ta sao lãng mạn quá, còn hai vợ chồng mình không có gì hết. Nó nói thì em nhìn người ta em thấy lãng mạn chứ còn người ta nhìn mình người ta thấy lãng mạn là sao? Đúng rồi. Đúng rồi.
Như này nè, em thích lãng mạn này chắc có lẽ là do em coi trên phim ảnh rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy có khi nào mà em coi trên phim ảnh em thấy một hành động lãng mạn và em bắt chồng em làm giống Trang không? Dạ có. Dạ nhầm Huy thấy ta đi trên đường cái thấy ta hung cái mình nói chồng ơi sao chồng không có làm giống vậy. Ừ. Cái chồng nói bất cỡ. Tự nhiên mà ta nắm nhưng mà hung. Ờ ví dụ như giờ em rủ chồng đi coi phim thì chồng có đi không? Chồng lại nói là à, đi coi phim tốn tiền lắm, lãng phí nữa, ở nhà bắt tivi lên coi là tốt rồi. Ừ. Rồi có đi cà phê được không? Dạ không luôn. Không luôn? Đi cà phê anh còn nói ngược hơn, anh nói là để anh quậy cà phê cho em uống. Trời ơi. Vợ em ngập nít đúng không? Vậy vợ em ở nhà đôi khi có coi phim về nhà còn bắt trước, ví dụ như là về nhà mặc những cái bộ đồ sexy chút xíu để mà cho chồng mình ngắm, có không? Dạ có. Ở trong đá sao? Trong đá chồng thích không? Dạ. Chồng có lơ, chồng ngồi chơi game bình thường. Thôi trời ơi. Kỳ vậy? Dạ. Anh ơi, anh không thích những người như vậy đâu. Anh không thích những người con gái đó đâu. Em đừng có lo. Rồi anh, xong bắt người... em mặc pyjama. Dạ. Ghét em mặc đồ bình thường ngủ luôn. Vậy sao vậy? Dạ. Em thích tại cái tính của em thì lại không thích như vậy. Thấy vợ như vậy thì càng thấy bực bội thêm thôi. Tại cũng đang trong lúc chơi game nữa. À, ông đang tập trung trong game. Dạ, chồng em nghiện game lắm. Lúc đó thì nó đang vô cái cơ. Ủa nhưng mà chơi game rồi chuyện kia làm sao? Dạ. Có bỏ game không? Không, dạ, cái chuyện đó đâu có bỏ được đâu. Thì cũng chơi game chúng cũng khoảng 8-9 giờ rồi đi ngủ rồi. Cái gì? Tại em ép không à. Ép là ép làm sao? Dạ có nghĩa là anh chơi game cái mình gán mình đợi đợi được cái mình ngủ quên, cái tối giữa đêm mình tự thức nhìn khều khều ổng. Ổng không có để ý. Ờ, lúc nào ổng có chủ động á phải không? Dạ. Nhưng mà mỗi lần như vậy em có bực bội không? Dạ có. Nhầm Huy mình về mình làm nguyên một ngày gì mệt, mình muốn chồng mình tâm sự với mình một chút mà không được, lúc nào cũng vậy. Chồng mình về là tắm là 1 tiếng rồi, mà thường là về là 6 giờ rồi, anh tắm 1 tiếng nữa là 7 giờ. 7 giờ lúc đó mình nấu cơm cho anh, dọn ra sẵn cho mình, làm hết sẵn cho anh rồi, anh ra hai chồng ăn xong cái vô anh chơi game là anh ngủ. Vậy là mình thấy mình cũng tuổi, nhầm Huy mình cũng buồn, mình muốn người chia sẻ không có. Rồi bây giờ mong muốn xã thay đổi điều gì? Mong nhất là chồng về là nên chia sẻ những điều mà đi làm hàng ngày với vợ, rồi về đừng có chơi game nhiều quá. Rồi hai người có em bé chưa? Dạ chưa. Chị thấy như vậy nè, cái tuổi tác nó bị chênh lệch nhau nhiều, thành ra là hai cái suy nghĩ á nó cũng sẽ có những cái mà nó chưa thể đồng nhất với nhau được. Mà Cường biết không, thường là như vậy nè, những ông chồng mà lấy những cô vợ nhỏ tuổi hơn á, thay vì như bình thường em đưa ra 1 phần công lực của em thôi thì bây giờ em phải đưa ra tới 2-3 phần công lực. Tại vì sao? Vợ em còn nhỏ thì là em phải định hướng, tức là em phải dạy dỗ vợ em luôn đó. Có những ông chồng á là dạy vợ quán xuyến gia đình nè, chi tiêu nè, dọn dẹp nè, nấu nướng rồi đủ thứ hết trơn á, chứ không phải là đơn giản là chỉ về rồi em chơi game là đủ đâu, không phải đâu đó. Cho nên thành ra chị thấy nè, bây giờ mới có 7 tháng thôi đúng không? Dạ. Thì bây giờ em nên dành một cái thời gian sau giờ cơm ha, tắm thì 1 tiếng đồng hồ thôi, bây giờ bớt xuống đi. Cỡ chừng 40 phút thôi, thì là để dành lại cái 20 phút đó cho cái bữa cơm. Trong lúc vợ em nấu cơm, nấu nước, dọn dẹp, em phải để mắt nữa, định lượng coi giờ cơm nước vậy là được chưa. Rồi sau đó phụ vợ rửa chén, phụ vợ dọn dẹp đi. Trong lúc phụ là chỉ bảo luôn. Rồi sau đó bỏ cái vụ game đi, hai vợ chồng bắt đầu có những cái phút mà gọi là lãng mạn, hai người cùng coi chung một bộ phim, rồi sau đó muốn làm gì đó làm đi. Rồi á là trong quá trình đó chắc chắn là sẽ phải có em bé thôi đó. Tại vì mặn nồng quá mà, lãng mạn quá mà, thì sẽ có em bé. Thì đây là mình đang một công đôi chuyện, có nghĩa là cho tới lúc vợ em sanh em bé thì vợ em đủ những cái hành trang để có thể là quán xuyến trong cái gia đình nhỏ của mình rồi. Dạ. Ừ. Rồi chúc cho hai em như những gì mà chị Hồng Vân vừa khuyên bảo, bớt cái game đi, tối coi phim và mau chóng có em bé ra đời nha. Dạ. Rồi chúc em cảm ơn chồng. Chị Vân, cảm ơn anh Quốc Thuận. Rồi.